Hello cả nhà nha, cả nhà thân mến, thì hôm nay mình tiếp tục có chuyến đi rừng. Thời tiết hôm nay thì miền Trung mình thì nó cũng vô cái mùa mưa rồi, thì nó cũng rất là mát. Không biết mình mặc cái đồ đi rừng như thế này, không biết có mang lại có phản cảm lại cho góc nhìn anh em nhà mình xem hay không. Nếu như có thì cũng gia đình mình cũng hoan hỷ nhé. Thì hôm nay cũng như một hôm thôi, mình cũng tiếp tục đi ra cái khu vực này để xem tìm những cái cây mình ưa thôi. Thích thôi nha. Rồi cả nhà, mình cũng đang bước chân trên bãi cát để đi ra núi. Đấy, trước mặt mình đi ngày hôm nay cùng với một con bạn đó, đang đi khí thớ luôn. Bây giờ mình cũng đôi chân mình cũng vậy, cũng ảo ước đi nhanh lên trên núi, tự nhiên thấy nó sướng sướng đó, đôi chân bước không biết mỗi mình nha cả nhà, bước khí thớ luôn. Con bạn đi thấy khí thớ không? Hào hức. Hổm giờ lâu giờ mưa quá chưa được đi. Biển nha cả nhà. Đây cả nhà. Đó. Đang xuống gần tới biển. Đứng đợi rất là mát nha. Đó. Rất là mát. Biển giờ lục bình trong đầm cho ra nha cả nhà. Chắc cái máy quay thì có thể không quay rõ đâu, không quay rõ được. Chiếc xuồng kia thì chắc ngay nhà thấy được, nhưng lục bình con sông tôi ra thì không phải. Rất là đẹp, trên từ dốc cao mình nhìn xuống. Đó, mình cũng phải đi xuống hết cái con dốc này mới băng và khách dậy núi bên đây, mới qua tới bên dậy núi bên kia nha, nhưng mà cũng xa. Ghe giăng vô bờ nha cả nhà, đang ra bãi biển. Thì chạy thì lưu ngày bánh cắt cô, sóng biển quay. Mà em đang đi trên bãi đá rất là trơn. Đá ngổ ngang luôn, nhìn thiệt là đẹp nha cả nhà. Giờ trái có nước rồi, sóng bủa vô nữa nhìn đẹp. Đi rất là xa, thì từ hòn núi trong như là tới núi quà mà còn chưa tới chỗ. Sông lớn rồi nha cả nhà, thuộc nhà biển buông gài trên đá, đen nó bò chạy đòi đá thôi. Đó. Quá nhiều luôn, quá vô dạ buông đòi đá luôn. Đây cả nhà. Sau chuyến đi bộ cũng khá xa, hai đứa cũng ra tới đây rồi, sát biển này. Bây giờ hôm nay và lên thử cái đồi này, đồi trọc này cháy hết rồi nha cả nhà, không biết lên còn sót cây nào không thôi. Lên lùng cây nhỏ nhỏ chứ không có cây lớn đâu, chắc chắn luôn. Cái đồi này người ta đi cả hàng ngàn người rồi. Nghỉ mát tí rồi mình sẽ qua mình lên trên đó. Đây cả nhà. Đấy, vừa lên núi gặp được cây xanh trái này. Đẹp không? Trái tùm nha cả nhà. Coi thử ra sao mình lấy. Đấy, bây giờ mình tiếp tục mình đào này. Đây, khỏi cái đó. Lên nha cả nhà. Đấy. Ây dồi. Còn rỡ, vẫn còn rỡ nha. Nhỏ bụi cho tàn tự nhiên, cắt tròn cục trái thôi nha cả nhà. Sao nha, đó, viên cái bầu luôn này. Đó, có thể rỡ chuột. Trái vàng vàng coi không, 1 thân 2 3 4 5 thân về một bụi của nó. Nói chung là cho nó 4 thân này bụi. Đó. Đẹp quá, trái đẹp quá. Mùa này mình đi gặp trái mình mới lấy nha cả nhà. Mùa trước kia mình đi gặp mà mình không biết trái hay bông mình không lấy. Một ca đầu tiên ngày hôm nay, chuyến đi hôm nay tiếp tục thôi. Đó nha gia đình mình. Đấy, mình đem ra này. Nó nhỏ thôi chứ không có to. Nhỏ như đũa ấy. Đó, thì mà được cái bộ trái cái mùa này thì mình lấy cái bầu thôi, thì không có thể nào mình nói nó chết được.
Mùa này thì mình làm rất là kỹ, mùa này nó trúng vào mùa mưa thì coi nó rất là khỏe nha. Chỉ có mùa lạnh là coi nó mới yếu thôi. Mùa này thì không, mình không có sợ cây chết. Đó. Rồi một cây nha cả nhà. Chuyến đi hôm nay mình lên núi được cây rồi, cờ biển này. Rồi mình tiếp tục. Đây cả nhà, này con lục này. Ui sam nha cả nhà. Gốc rồi cũng được á. Đây thì lấy cũng được khá khá coi á, nhiều nhiều coi á, 3-4 coi á. Mà tiếc là bụi này sâm bông. Sâm bông nha. Bụi cũng được, mình tiếp tục dùng thôi. Sam thì mình chỉ sưu tầm những cây sam trái. À. Đó, bạn hay ở ô trên kia. Đây cả nhà. Đấy, hôm nay mình cũng lên đây gặp tiếp này, bụi sam trái luôn nha. Hai trái quá chứ. Sao? Trái nha cả nhà, thì mình dọn trong này ra mình quay góc cũng được. Góc đây to hơn góc rồi. Chứ hôm nay mình gặp trúng chỗ rừng sam trái rồi nha cả nhà. Hôm nay hứa hẹn một ngày nhiều cây sam trái. Chứ không phải là nhiều cây sam to, nhiều cây sam trái. À, phải dọn hết ra. Chà là đâm rất là tơ tay luôn. Ây da cha, không. Dọn ra cắm một chà luôn. Gà này mà cắt bớt cái đọt trà lại như thế này là nó lái được. Không là đâm tơ tay. Bên kia có một bụi bụi sam không biết bao nhiêu trái, nó đang ngóc ngóc đầu lên. Mình lấy bụi này mình qua bụi đó mình coi thử. Cái sam trái là mình thảm thói nó hay có bụi tự nhiên chút là mình không lấy luôn nha cả nhà. Tại vì sao bây giờ nó không có còn nữa đâu. Dù sao nữa chờ cái dòng tự nhiên quẳng xuống hơn thành ươm cành nha cả nhà. Góc này cũng được á, mà mình phải tắt TV mình mới nói được lần, tại vì mình không có thở đó. Góc này thế này, trái này, mẫu đây có trái này. Lên nhà cả nhà, cắt con dọn này, cây rỡ này, rỡ nhỏ này, kéo xuống luôn này, rồi trồng dài luôn này. Tự nhiên luôn, đỡ viên tàn xương tự nhiên, sau này mình cắt tàn nhiều 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 chơi trái nha cả nhà. Thân nó cũng đẹp. À, thì cò nụ đẹp à. Cái này thì thân của nó thì to hơn ngón tay cái, cho như ngón tay cái mình đi, lớn hơn một chút thôi. À, đẹp, được cái nụ đẹp này. Rồi một hai coi. Coi nãy mình đứng bên trên mình nói nha cả nhà, lá nó nhỏ xíu ấy, cái gì đi ạ, mà xuống đó mình không thấy bông mà cũng chẳng thấy trái luôn. Mình chưa khẳng định nó là sam bông hay sam trái thì mình tạm thời đỡ lại. Sam lá rí đi thôi. Mình tiếp tục lên trên nữa. Đây cả nhà, sau thời gian mình chung từ dưới xuống mình lên u trên chốt đó. Đó, thật ở nhà thấy không, bụi sam hung hờ quá chừng, bụi sam trái hết luôn nha cả nhà, mình chưa thấy góc đâu. Đấy, bên nó còn bò tới bên kia luôn. Bên này là cái hố, chung từ dưới bên kia xong mình cũng coi cái hố này rất là sâu, mình hơi cẩn thận thôi, tham coi là coi rất là nguy hiểm. Hay trên đá đó, có hố sâu không? Nếu như mình mơ mình nhìn bụi sam này là rất là nguy hiểm nha. Đó, thấy không? Trái bò đây luôn. Đó, trái thay, trái dài. Ui xưa. Đó. Khủng khiếp trái nó luôn nha cả nhà. Thì góc kiếc như thế nào rồi? Chưa biết. Nó chưa quay là trái được thôi. Rất là khủng khiếp. Bụi này cũng đã có anh em họ coi rồi. Ây. Đấy. Bụi này quá chừng luôn. Ô, lạc vào khu rừng sam luôn cả nhà. Sam toàn là sam trái không. Nguy xô. Ngặt không? Sam trái quá chừng luôn. Tự nhiên nha cả nhà. Bụi đây nữa này, bò cả đám luôn. Chắc hôm nay mình lên chỗ đây là chắc là hết rồi á. Đó, khu vực sam bên đây là đã rồi á.
chắc trúng ánh rồi cả nhà, trúng ánh không khui nữa mới biết. Đây cả nhà, trước tiên thì mình chưa biết ở dưới góc nó ra sao, mình chả biết quỳ nào đẹp quỳ nào xấu hết. Rừng luôn rồi. Trước tiên mình phải góc này mình thấy nha, góc này là con to. Cứ thấy rồi góc này là mình nói trước đây. Còn hình như nó có một cái rỡ không mà sao đây nha, này là nguyên cả rừng xâm trái hết, trái hết luôn ha. Trời, mua thử cái bụi lắp này trước đây. Đó. Trái này, trái không thích. Khui thử cái bụi này, phải may mắn thì nó lắp được cái củ bự nha. Đó, bây giờ mình khui nha, đó, anh thử cái góc này đẹp. Rờ tay mình cảm nhận thôi, chưa thấy nha. Rờ tay xuống thấy nó nhiều khe, nhiều nát thì mình biết là đẹp, mình đỡ máy quay thôi. Đấy. Ồ, trúng mánh rồi cả nha. Quá, trời ơi, đúng là chung thiệt nha cả nha. Không biết là nó kết hay cấu hay không thôi. Mà thấy hấp dẫn nha cả nha. Đấy. Chú. À, đây, đây, mình quay cho cả nhà. Hấp dẫn này, sự hấp dẫn này. Đó, cả nhà thấy không? Đó, khi mình đào xuống này. Đó. Này nó xuống thêm một cái củ này. Đó, hai đường nó đi này. Xong xong với nhau này đó ấy. Củ này còn đã nha. Sâu càng không biết. Đào thôi. Đặt xuống đụng cái này là thấy kẽ rồi. Nhưng mà hai cái quan trọng hai con nó kết hợp lại là nó mới đẹp nha. Còn nó đi xuống hai thằng hai nơi thì cũng không ra sao. Rồi. Tiếp tục thì mình đào tiếp. Đây nha. Hai coi nha. Không có liên kết với nhau. Nó xuống nó đi hai cái rơ chuột khác nhau rồi. Đặt xong rồi, nhổ luôn thôi. Chính hai rơ chuột ha. Hai cái bàn này kinh khủng không? Đào một phát được hai em luôn. Đấy. Một phát được hai em. Cái này là đã rồi nha cả nhà. Gửi cho ca cho em nè. Được cái toàn là thẳng cốt không à. Yeah. Thăng không có rỡ thì thầy còn đỡ hơn có rỡ này, hiện ra thì sống 100%. Này đẹp một phát rỡ tầm dọn xưa được cặp rồi, cái này cũng được, cái này còn quá nhiều nha, nên mình coi thử được cái nào mình nói. Đây cách mình dọn bớt nha cả nhà, mùa này không biết sống không nhưng cái này hơi khó sống mà mình cũng cố chăm hết sức, còn cái mình coi luôn. Cái cây này thì đẹp hơn, cây này sống 100% rồi. Cái này mình không sợ chết. Rửa quá chừng rửa này. Bây giờ rửa dưới mình đã sống là không cần rửa coi trên nha. Rồi, mình đào hố được hai góc. Vẫn còn được mấy góc ở chỗ này á, là mình coi cái góc nào mà đẹp nhất của cái bụi này thì mình lấy một hai góc nữa cho cả nhà xem nha. Đây nha cả nhà, bây giờ ví dụ như thế này. Đây một bụi sâm trái nó chôn hết ở dưới đất này thì mình không biết ở dưới mặt đất nó như thế nào hết. Nó là trái á, trái quả trái này. Trái là mình mới lấy, nay mùa này không thấy trái là không lấy. Mình muốn được biết nó như thế nào hôm nay mình phải đào xuống, môi thử xuống mà nếu được thì mình mới lấy nha, không được thì thôi. Chung hết nha cả nhà, một bụi thế này chung hết này. Đâu có thấy gì đâu, đào hên xui thôi. Đây mình nãy mình banh nha, không được gì, hay còn rửa thôi. Đây cũng rồi, cứ bên này mình mới tới cái bụi cứ bên này. Trái gì thì trước nha, mình cũng phát cắm rồi mình quay lại được. Đó, thì cũng hên xui thôi.
cái đào xuống dưới đó trúng cái gì trúng khoảng trúng thì cũng bình thường đó. Tại vì sao bây giờ nó bọt nó một bụi này, cây như cây này thì mình nghĩ chắc cây to đấy, chắc không được này, một bụi quá chừng, một bụi bao la quá, thọc xuống toàn nhánh chứ không này, quá nhiều nhánh luôn, nghĩ cho cây cũ còn được cây cũ này, có thể lắc nữa, quá chừng luôn, tao không nói, không. Rồi, mình dọn tiếp nha, dọn trắng hết nha, đào tử chưa đụng gì, một bụi nãy mình do mình chào chưa đụng cái gốc đó thôi, mình nghĩ cái gốc nó cũng còn to đấy, nghĩ như thế thôi, hy vọng là được gốc đẹp con cái đó. Rồi nha, tư tưởng là trúng bánh nha nha, đó không làm dùm giờ đá không? Đào dài giá mang thiệt, nhưng không sao thì sao cũng đã được hai gốc rồi, rồi tiếp tục thôi. Còn này vẫn còn mấy bụi nữa, lục tiếp. Đây nha cả nhà. Coi rồi. Mình đã tiếp cái gốc đây nha, còn trái luôn hết, dùng này là trái hết luôn. Cả nhà thấy thân nó không? Nói chung là tạm ổn rồi. Rồi mình sẽ không là mất thời gian cả nhà nữa, mình sẽ quay lên rồi mình lấy lên rồi mình sẽ quay lại cả nhà xem cái cây của nó nha. Nó xung quanh nó trái này, hai trái nó kinh khủng luôn. Thấy quá chừng. Đây cả nhà. Đấy, hôm nay mình vứt được 3 cây nha, rửa đã không? Đó, tàn rồi, còn trái thôi. Trái nha. Đó, thì mình không có dọn bao nhiêu đâu, dọn sơ sơ thôi, mình đỡ viên cái tàn tự nhiên ở đây giờ. Mình nuôi rồi cái mình đi kiểm thì nó nhanh hơn nha, mình nuôi mà đỡ có cần như vậy thì rất là lâu nên mình không có cắt. Đỡ ra luôn. Bây giờ thì giờ mình muốn làm dán thớ thì mình đi kiểm, còn không muốn dán thớ thì mình cắt như một cây lùm vậy cho trái cũng được nha cả nhà. Bỏ lên tiêu cảnh trên bàn hoặc là lên hòn đông bộ thì chơi nó cũng quá ok, nên mình không phải nhất thiết phải cắt để làm tay dâm tàn đâu, đôi khi tự nhiên nó vẫn hay hơn, vẫn hay. Rồi, tiếp tục mình nghe cái con cái khu vực này còn cây nào nữa không nha. Số với mình đào cũng hơi khá nhiều nhưng mà đào được 3 cây, được 3 cây chỗ này, còn xuống bực cái bực nãy mình quay lên ngay từ đầu cho cả nhà nữa, may mắn hơn còn được cây nào nữa không nha. Đây là cũng cái cây nhưng mà cái cặn không mày. Thôi mình đỡ lại, nó cũng trái quá trời này, không đỡ lại. Đây nha, mót đến được con coi nữa này, rừng quá đó, mình tranh thủ anh chọn đó nha, con trái này cãi hết, dọn cái sơ cái nữa rồi mình sẽ qua đây đây nha, đây cả nhà hả, trục hết ra, dọn hết ra. Mấy cái này thì mùa này không sống không có thể nào chết được nha. Đó, còn lại trái anh coi này. Rồi video mình đến đây là kết thúc. Tại vì cái khu đào hết rồi, lục hết rồi, có được một cây nữa thôi. Mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn gia đình mình video tiếp theo nha. Đó, trời bây giờ cũng hơi tối rồi. Đó, bạn điện đi về đó cả nhà. Bạn xuống ở trời.